Xin chào tất cả các em. Hôm nay chị Kiều Hương sẽ chơi một trò chơi rất là hay, đó là chăm sóc thú cưng. Các em cùng chơi với chị nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn đồ cho chú cún của chị nào. Chiếc áo này được không nhỉ? Trông khá là thể thao. Hầm hố ghê. Xoay một vòng. Hay là bộ kẻ này? Bạn cún có vẻ rất là thích đấy. Nhưng mà còn nhiều đồ nữa, mình thử thêm nhé. Chú chồn. Nhìn cái đuôi kìa. Thêm bộ nữa nào. Uầy, dễ thương đấy. Con ong ấy. Có cả cánh luôn. Xoay một vòng. Wow, cái râu ở trên đầu kìa. Nhìn thật là đáng yêu quá đi. Xoay một vòng. Mình chọn thêm nhá. Con gấu này. Bộ nào cũng xinh. Nhìn chân của chú cún của chị kìa. Có cả kính luôn. Quá là sành điệu luôn ý. Nhưng thôi, mình chọn chú ong đi. Bộ này dễ thương này. Lại còn nổi bật nữa. Đôi cánh và bộ râu kìa. Như vậy là chúng ta đã chọn xong quần áo cho cún cưng của chị rồi. Mình cùng đi chơi thôi nào. Đây là công viên. Chơi trò gì với cún yêu của chị bây giờ nhỉ? Thổi bong bóng. Bạn cún nhà chị rất là thích luôn ý. Được nhiều điểm chưa? Giỏi quá đi à. Tiếp nào. Giỏi quá đi à. Bạn cún chơi giò này hơi bị lật siêu ấy. Hết giờ. Bao nhiêu là sao luôn kìa. Mình chơi tiếp nhá. Tiếp theo là trò bắt bóng đấy. Bắt đầu. Chuẩn luôn. Tiếp nào, tiếp nào. Cố lên, cố lên. Giỏi thế. Bóng đang đến kìa. Tiếp nào. Quá là tuyệt vời ý. Sao hết giờ rồi, sao hết giờ rồi. Trò nào cũng giỏi. Tiếp theo mình chơi nhảy dây nhỉ. 2, 1. Bắt đầu. Nhảy nào. Nhảy nào. Bạn cún chưa quen rồi. Bắt đầu lại thôi. 1, 2, 3, 4. Lại còn lộn vòng nữa chứ. Mình thử lại nhá. Tiếp nào. Tiếp nào. Giỏi quá. Bạn quen rồi đây. Siêu chua. Sắp hết thời gian, sắp hết thời gian. Cố lên. Tèng tèng. Mình tiếp tục thôi. Chị nhìn thấy trò trượt ván đấy. Mình thử nhá.
bạn cún nhà chị chưa chơi bao giờ đâu, nhưng mà chắc là sẽ yêu lắm đây. Yeah yeah. Ý, không ngã luôn kìa. Giỏi chưa? Thôi, hôm nay mình chơi thế thôi nhá. Đến giờ đi ăn rồi. Mình đi ăn thôi, đói quá rồi. Nhiều món ghê ấy. Bạn cún phải ăn thật giỏi nhá, để lấy sức để còn đi chơi nữa. Yeah, đã xong một món. Mình ăn tiếp đi. Xúc xích kìa. Ý. Bạn có vẻ rất là khoái khẩu món này. Hết bay luôn. Gà rán, gà rán. Ba cái đùi gà cơ. Ôi 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 ôi. Ăn giỏi quá đi. No rồi, mình uống nước thôi. Hết luôn. Siêu thật ạ. No bụng rồi, mình cũng đi chạy đua với các bạn hàng xóm đi. Đi thôi. Bắt đầu. Bạn cún phải vượt chướng ngại vật thật giỏi nhé. Về đích đầu tiên sẽ kiếm được rất là nhiều xương luôn. Nhảy lên nào. Ngã mất rồi. Tiếp tục, tiếp tục. Tiếp tục. Nhảy lên. Nhiều xương quá, nhiều xương quá. Tăng tốc nào. Khá là bằng phẳng nhỉ. Nhanh, 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 nhanh. Đoạn này là nhiều chướng ngại vật hơn đấy. Cố lên. Cố lên cún yêu. Vượt qua. Sắp đến đích rồi. Chiến thắng, chiến thắng. Tuyệt vời. Trò chơi của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các em nhớ đăng ký kênh của chị Kiều Hương để xem nhiều video hay hơn nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại.